Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra sôi nổi. Tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, phong trào hiến đất, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nhất là tiêu chí đường giao thông diễn ra sôi nổi, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Hơn 3 sào đất bờ sôi, ruộng mật được gia đình bà Lưu Thị Hồi tự nguyện hiến tặng phục vụ việc xây cầu qua suối và mở rộng đường nội thôn rộng từ 2m lên 6m. Tinh thần đấy cũng được lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của tất cả các hộ dân có công trình đi qua. Từ đó đảm bảo mặt bằng phục vụ thi công. Tôi cũng già rồi, cũng chả được hưởng thụ bao nhiêu. Các cháu còn trẻ, còn đầy con cái, cố gắng làm một cái cầu cho các cháu nó đi. Thế xong bà con bảo là ôi, bà này hiến nhiều đất như thế, mình có ít này, mình không hiến được à. Thế thì chúng... các cháu theo thôi, thích chứ, phấn khởi chứ, thì không thì nước lũ ốm đau không biết đi đường nào. Dân và đảng ủy, ủy ban nhân xã thuận lợi tạo điều kiện cho cái giải phóng mặt bằng thuận lợi như thế này, thì là đơn vị thi công của chúng tôi là sẽ phấn đấu là 3 tháng nữa là thuận lợi là sẽ đưa vào sử dụng. Trong 7 tháng đầu năm nay, nhân dân xã Vĩnh Yên đã ủng hộ nguyên vật liệu lên tới gần 28 triệu đồng, hiến gần 16.000 mét vuông đất để phục vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã và sẽ có khoảng 5 cây số đường giao thông nông thôn được mở rộng từ 3m lên 6m. Nhiều công trình cũng được đẩy nhanh tiến độ nhờ sự tham gia ủng hộ của người dân. Chính quyền địa phương chỉ đạo xuống là thống nhất với là thôn với bản với người dân để cắm mốc xong là để triển khai mở rộng tất cả các tuyến đường để cho thuận lợi theo nhu cầu của người dân. Cùng với Vĩnh Yên, 7 tháng của năm nay, nhân dân huyện Bảo Yên đã ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới được trên 5 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó có trên 2.000 mét vuông đất, cùng rất nhiều ngày công lao động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phát huy cái... vai trò và cái tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Ở đây thì chúng ta sẽ kiên trì trong cái việc tuyên truyền vận động cho nhân dân này và người thân trong gia đình hiểu được. Với sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, huyện Bảo Yên phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu ít nhất có 20 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới, mở rộng trong năm nay. Từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.